Đây, em tiếp tục về lô bò mới anh chị. Bữa nay ngày 17 tây tháng 6 2023 ha. Em có về lô bò mới anh chị. Cô chú anh chị đằng xa nào có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Em về bò thịt, bò cái cạo, bò mẹ con rất là đông anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ em ha. Bữa nay với em đang giao bò về Bình Dương anh chị. Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước ha. Anh chị nào ở gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em. Em đang giao cho khách luôn anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp em anh chị. Em đang có chuyến xe về Đà Lạt anh chị. Đà Lạt, Vũng Tàu ha, Đồng Nai anh chị, các tỉnh gần xa ở miền Nam là miền Bắc em đều giao được hết anh chị. Miền Bắc giao cũng được luôn nha anh chị, tùy theo xa rồi em chạy xe đi anh chị. Rồi, em đang lên xe lớn giao cho khách anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Em tiếp tục mã số 1 anh chị, một cặp 3B anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị ơi. Em show hai con anh chị, một con ba bê bông, một con ba bê đen anh chị, lưng vai đều hở hết anh chị, đều hở hết nha. Con ba bê bông rất là đẹp anh chị, lưng rất là lớn nha, đít thè lè luôn anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 1 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Cặp này giá tại chuồng em là 28 triệu anh chị một cặp ha. Anh chị bắt cái con ba bê thì nó lớn tiền hơn anh chị, cái con bò ba bê đen thì nó rẻ tiền hơn anh chị. Cô chú anh chị nào có quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị ơi. Giá tại chuồng em là 28 triệu cho một cặp mã số 1 anh chị. Dàn lưng, dàn đít, dàn dai rất là hở anh chị. Bò rất là khá bò anh chị ơi, bò này pin lực không anh chị. Giá này cũng yêu thương lắm anh chị ơi. Bò bê giờ nó cũng hiếm có lắm anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò như bò bê bông, bò bê đen này cứ liên hệ giùm em anh chị. Giá tại chuồng em 28 triệu anh chị một cặp anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Anh chị xem cái dàn mông của con mông dần lưng của con bê đen này rất là hở anh chị. Con nào cũng đẹp hết anh chị, tiền nào của nấy anh chị. Giá tại chuồng em là 28 triệu một cặp mã cho mã số 1 anh chị. Mã số 1 giá tại chuồng em là 28 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Vũng Tàu anh chị, Đà Lạt anh chị. Em đang có chuyến xe về Đà Lạt anh chị, Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương anh chị. Cô chú anh chị nào trên đó có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Những mẫu bò như vậy anh chị rất là đẹp anh chị, rất là khá bò. Giá tại chuồng của em là 28 triệu cho một cặp anh chị, một con ba bê đen, một con bê bông anh chị, rất là pin lực. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em anh chị. Thì thấy đứng là thẳng gẳng ok lắm anh chị, xương sóc là nói chung là không chỗ nào để chê được cái cặp bò này anh chị. Anh chị thấy không, đứng tướng đầu bư anh chị, rất là khá bò luôn, xương sóc đứng thẳng gẳng rất là đẹp. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung anh chị. Rất là đẹp bò anh chị. Giá tại chuồng của em là 28 triệu anh chị cho một cặp anh chị. Anh chị xem cái đít con ba bê này, ba bê đen rất là đẹp ha, lưng rất là hở anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Giá tại chuồng của em là 28 triệu anh chị. Còn mà bê bông cực kỳ pin lực luôn anh chị ơi, rất là đẹp. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Giá tại chuồng em là 28 triệu cho mã số 1 anh chị. Cho mã số 1. Bò này rất là nới anh chị ơi, anh chị nào nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Tiếp tục mã số 2 anh chị, hai con cái xác anh chị. Bò này là bò xin già anh chị, tầm từ 4 năm lứa anh chị ơi. Mà cái giá em đưa ra là để mới dành mình ăn thịt anh chị. Đó, mùi mập lên thịt ra. Cái con đầu tiên này chủ báo em có chữa 2 tháng rồi anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt cặp thì cứ mình cứ theo dõi đó, không có thì mình thịt thôi anh chị. Đó. Cái cặp bò này em đo luôn chứ em không có đo chiều cao luôn anh chị. Đây. Đó. Cái cặp này con này đầu tiên em cho yếu mét mốt anh chị, cái con sau là trên mét mốt ha. Đây, rất là cũng đẹp, rất bò anh chị. Tàn lớn sạch sẽ lắm anh chị. Rất là sạch, đây, rất là sạch bò ha. Đó, trái sữa còn căng, rất là căng anh chị. Em xô một cặp mã số 2 anh chị. Hai con cái xác này có giá tại chuồng của em là, cặp bò này có giá tại chuồng của em là 13 triệu anh chị. 13 triệu 500 ngàn. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em anh chị. Một cặp cái xin anh chị, con này sao bự lắm anh chị. Cái con sao này mình bán là hơn 7 triệu rưỡi anh chị. Đó, tại vì bắt xô một cặp gì thôi, mình bắt chung cặp gì luôn. Đó. Giá tại chuồng của em là 13 triệu rưỡi anh chị, một cặp cái xác xác vậy ha. Anh chị nào có nhu cầu mà cám phẩm mình bắt về mình mập lên mình bán rẻ lẻ thịt cũng được anh chị.
cột thì nó đứng cái kiểu nó không có ngay giò được ha anh chị. Nó đứng cái kiểu mà ẹo tới ẹo lui á, cho nên nó đứng cái nó hơi cong bò ha anh chị. Đó, con này rất là to ha anh chị. Giá tại chuồng của em là 13,5 triệu cho mã số 2 anh chị, hai con cái xác ha. Cái con đầu tiên là chữa chủ nói là em có chữa 2 tháng anh chị. Tại vì nói chung là bò sẽ xẻ người ta không nuôi, ta bán hết anh chị. Mà chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ giùm em ha. Đó. Giá tại chuồng của em là 13,5 triệu cho hai con cái xác anh chị. Cái con này nè anh chị, cái sữa còn căng múp luôn anh chị. Ăn uống ok lắm anh chị ơi. Giá ăn cặp chỉ có 13,5 triệu anh chị ơi. Rất là rẻ ha. Cô chú anh chị là mập mập cái mình thịt thật hết lên trơn luôn anh chị. 13,5 triệu. Hai con cái xin già ha. Mò rẻ ra cũng tầm 4-5 lứa nè anh chị. Sừng nó như là cái cây kiếm nhật. Đây. Đó. Giá tại chuồng của em là 13,5 triệu. Rất là sạch bò. Đây. Anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ giùm em anh chị. Anh chị làm đám tiệc hay mình làm thịt này kia là đều được hết anh chị ơi. Ui vài tháng mập lên mình thịt con, cái lâu lâu của bà con là cái mình thịt con cũng lời ha anh chị. Giá chỉ 13,5 triệu cho cặp cái thịt, cái xác, cái lộn, cái xác ha. Đây là giờ đứng ghét luôn rồi. Lâu lâu mới được cặp mà dễ ghẻ vậy anh chị. Còn chú anh chị nào có quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Anh chị xem cái sữa con bò này nó còn bự lắm anh chị, bóng bò lắm. Giá tại chuồng của em là 13,5 triệu một cặp anh chị, mã số 2 anh chị, 13,5 triệu. Đây đó. Đây rất là to ha, con này rất là bự bò ha. Con này đích cũng còn, con này chắc được 40 kg anh chị, 40 kg cái nạm đó. Giá tại chuồng của em là cặp này là 13,5 triệu ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. 13,5 triệu một cặp cái xin già anh chị. 13,5 triệu. Mã số 2 anh chị. Anh chị nhớ mã số rồi nha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị. Vũng Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Vũng Tàu anh chị. Em đang có chuyến xe về Đà Lạt anh chị. Anh chị nào ở bên cạnh Cánh Định, Quán, Đồng Nai, Tân Phú này kia, Paraguay là em biết được ghép được hết anh chị ơi. Di Linh, Đức Trọng là em ghép được hết ha. Em đang có chuyến xe về Thạnh Mỹ anh chị. Thạnh Mỹ của Đà Lạt anh chị. Đức Trọng, Đơn Dương anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp để em ghép xe đi anh chị. Mã số 2. Hai con cái xác chắc tại chuồng của em là 13,5 triệu anh chị, một cặp anh chị. Một cặp là 13,5 triệu nha anh chị. Tiếp tục cặp trực ba bê pin lực anh chị. Cái con đầu tiên là cực kỳ pin ha. Cái con đầu tiên là tầm khoảng từ 6 tháng rưỡi trở lên ba bê muối luôn anh chị. Cái đích anh chị xem nè, cực kỳ ha. Cái con sau là nó lỡ bò luôn anh chị. Con sau là em đo chiều cao là yếu 1m1 hay trên 1m anh chị. 1m lẻ ha. Cái con này em đo giữa lưng nó thùng thùng xuống nhưng cho yếu 1 tí anh chị, nó tầm khoảng 1m bò mà cho yếu 1 tí ha. Lưng quay là hở thè lè luôn anh chị. Cái đích đó nè. Anh tiếp tục mã số 3 nha anh chị. Anh chị mã số 3, anh chị nhớ mã số 3 giùm em ha. Hai con đực 3B anh chị. Hai con đực 3B này có giá tại chuồng của em là 29 triệu anh chị. Giá 29 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Con kia là ba bê bông anh chị. Cái đích thì thôi khỏi hết nói luôn. Cái dòng ba bê thì anh chị biết rồi, cái dòng mông đó nè anh chị, siêu khủng anh chị. Lưng quay là rất là hở anh chị. Con này là nó lỡ bò luôn anh chị. Bò này mắc chung chủ cho nên em show một cặp cho anh chị dễ mua ha. Đây, cặp bò anh chị coi nó đẹp nè anh chị. Giá tại chuồng em là 29 triệu một cặp ha anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng em là 29 triệu một cặp ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo giùm em anh chị. Con sao rất là to, rất là bự anh chị. Đây, giá tại chuồng của em là 29 triệu mã số 3. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em ha. Em ghi trên số điện thoại trên cái tiêu đề á. Đây, rất là to bò anh chị. Mã số 3. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị. Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Chợ Gạo anh chị. Chợ Rạo rồi Vũng Tàu anh chị, Đồng Nai, Vũng Tàu rồi Bình Thuận, Phan Thiết, Đà Lạt anh chị. Em đang có chuyến xe Đà Lạt anh chị. Cái tiền xe ghép rất là ít anh chị. Vài trăm ngàn là được một cái cổ xe đi anh chị, ghép xe đi anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em ha. Giá tại chuồng của các em cặp 3B, giá tại chuồng em là 29 triệu một cặp anh chị. Em show một cặp ha. Giá 29 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò mà pin lực gì cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Mã số 3. Giá tại chuồng em là 29 triệu. Anh coi anh chị thêm đít nữa nè. Cái đít nó là những cái thúng sao vậy, cái lưng nó nè anh chị. Cực kỳ đẹp ha. Cái con bên đây cũng vậy anh chị, ăn pin lực no nóc luôn. Cái đít nó nè, như cái thúng sao vậy anh chị ơi. Con này là lỡ bò, cứng bò luôn anh chị.
luồn tháng tầm từ 7 tháng rưỡi 8 tháng trở lên mới được con bò pin lực chị anh chị. Bò này là cứng ngắc rồi anh chị, em về mới cho uống nước là cái bụng chà bá luôn, nó ăn rất là mạnh anh chị. Đó, giá tại chuồng của em là 29 triệu một cặp đực 3B. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ giùm em ha anh chị. Những mẫu bò này ha, bò này là bò lỡ hết anh chị. Cái con này còn hơi mẹ nó gống rồi, con sau là nè, chủ nhà nó cắt nó lỡ luôn rồi. Hai con này lại bắt chung chủ luôn anh chị. Cái con nó trước á, người ta bán hoài thì người ta kêu giá hơi cao, tôi bán hoài cũng được. Cái con này lớn lên nó bán chung cặp luôn ha anh chị. Giá tại chuồng em là 29 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò đực 3B mà hiện tại về cái liên hệ này, biết pin lực như vậy, cái liên hệ trực tiếp trình trại bò Hành Trung giúp em. Em tiếp tục mẹ con mã số 4 anh chị. Mẹ con cái đực bò này bò xẻ lai anh chị. Bò này chiều cao nó trên mét anh chị ơi, yếu mét mốt ha. Dính con ngá đực. Cô chú anh chị nào đằng xa nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Mẹ con này có giá tại chuồng em là 9 triệu 8 anh chị. Giá 9 triệu 800 ngàn anh chị. Quá mềm anh chị ơi. Anh chị nuôi mập cái mình lên mình thịt con, cái bùn bùn mình thịt con đó, hai con ha. Bò này đẻ tầm bắt chừng 5 lứa cho lên anh chị. Từ 5 lứa cho anh chị, bò xẻ lai ha, 5 6 lứa gì đó. Nhưng mà đẻ được con ngá đực thì mình cũng ngon lắm anh chị. Cũng mẹ cũng còn khá là mập ha. Dính mẹ con ngá đực giá tại chuồng em là 9 triệu 8. Cô chú anh chị nào đằng xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Này cũng sạch bò lắm anh chị. Dính con ngá đực ha. Bò đẻ tầm 10 chừng tầm 10 ngày anh chị. Nó đi còn chưa vững anh chị. Đó, mẹ con ngá đực giá tại chuồng em là 9 triệu 8 ha. Cô chú anh chị nào thích bò mà sẽ like cứ liên hệ giùm em anh chị. Cũng like cốc xin anh chị ơi. Mà nhờ mình dính con ngá đực anh chị. Giá tại chuồng của em là 9 triệu 8. Cô chú anh chị đằng xa nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Lâu lâu mới sổ được cái cặp bò mà giá tầm trung gì ha anh chị. Nói chung là lâu hiếm lắm mới có gì ha anh chị. Giá 9 triệu 8. Cô chú anh chị nào đằng xa có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Đây, rất là sạch bò ha anh chị. 9 triệu 8 cho một cặp mẹ con ha anh chị. Mẹ con nghe được. Giá 9 triệu 8. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em ha. Đây. Nó trái sữa cũng còn im lắm anh chị, trái sữa cũng to lắm, không phải là nó già mà nó xấu anh chị. Đây đó, lâu lâu mới sở hữu được một con anh chị. Giá tại chuồng em là 9 triệu 8. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Mẹ con ngá đực giá tại chuồng em là 9 triệu 8. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài những mẫu bò này cứ liên hệ giùm em ha. Đây đó, giá tại chuồng em là 9 triệu 8 cho mẹ con ha. Có gúng yếm lòng thòng anh chị, trái sữa rất là to anh chị. Giá tại chuồng em là 9 triệu 8 cho mẹ con ngá đực anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Đây, giá tại chuồng em là 9 triệu 8 cho mẹ con ngá đực. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là sạch bò anh chị. Con bò em đo giữa lưng là yếu 1 mét, lộn trên mét, yếu 1 mét 1 anh chị. Đây, giá tại chuồng của em là 9 triệu 8 cho mẹ con ngá đực. Đây, cái dàn mặt con mẹ anh chị. Mũi nó không có sỏ mũi hay sao. Đây, em không có sỏ luôn. Em cột cho luôn ha. Đó, giá tại chuồng em là 9 triệu 8. Bò xe mặt xe lưng đều chính hết anh chị ơi. Con bò xin thì em chính sái, em mưa độc sái ha. Còn em bò pháp thì mít độc lắm. Đây, giá tại chuồng em là 9 triệu 8 cho mẹ con cá đực. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em ha. Bò này là bao lỗ anh chị. Đây, 9 triệu 8 cho mẹ con cá đực anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Em tiếp tục mã số 5 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt ba con đực kem lở cứ liên hệ trực tiếp với anh chị. Con bò này nói chung rất cực kỳ pin lực anh chị, dòng 2, ba con này dòng 2 anh chị. Hai con đầu tiên là nó chiều cao nó là nó hơn 1 mét bò anh chị, rất là pin lực anh chị. Con sau là trên 1 mét 1 anh chị. Tích như cái thúng sao vậy anh chị. Lưng quay rất là hở ha. Ba con này cái độ tuổi tháng nó là cái con cuối là nó tầm từ 8 tháng cho lên 9 tháng 10 tháng, hai con đầu là từ 7 8 tháng anh chị. Từ 8 tháng lưng quay rất là hở anh chị. Ba con này mã số số 5 giá tại chuồng của em là 40 triệu anh chị. Ba con được kem F2 anh chị, giá 40 triệu. Cô chú anh chị mình thích bắt hai con đầu cũng được mà cái con lỡ sau cũng được anh chị. Cái con lỡ sau thì nó mắc tiền hơn hai con đầu anh chị. Cô chú anh chị nào có quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Giá tại chuồng của em là 40 triệu cho ba con đực kem F2 anh chị. Xương sóc đứng thẳng gẳng ok lắm chị ơi. Tại vì nó mới vô dây nó đứng rùng rùng mình nhìn khó coi anh chị. Nó rất là khá bò anh chị. Vậy nuôi nó bóng mượt anh chị, thấy lưng dây rất là hở anh chị. Mấy con bò này luồn từ 8 tháng cho lên hết anh chị ơi. Anh chị nhanh tay bắt những cái mẫu bò này liên hệ trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Lâu lâu mới sâu được những cái con bò mà kem F2 mà pin lực như vậy anh chị. Giá tầm trung ha. 3B thì nó mắc hơn kem rất là nhiều anh chị. Còn bò kem thì nói chung là tùy theo mỗi người, mỗi khu vực bán khác nhau anh chị. Tùy theo mỗi mẫu mã của con bò anh chị.
lần quay rất là hở anh chị. Giá tại chuồng của em là 40 triệu cho 3 con đực kem F2 anh chị. Có con sao nó rất là hở, con sao là luồn tháng từ 9 tháng tới 10 tháng anh chị. Đích là như cái thúng vậy, nó nở bung ra anh chị. Còn hai con đầu tiên này lưng quay rất là hở nha. Cái dàn đích nó chưa có hơn anh chị. Anh chị thấy cái con thương mã số 3, con thứ 3 anh chị. Rất là to anh chị, lú sừng hết anh chị, u sừng hết rồi. Rất là đẹp. Giá tại chuồng của em 3 con kem F2, giá tại chuồng em là 40 triệu cho mã số 5 anh chị. Anh chị mới mã số giùm em nha. Có nhiều anh chị hỏi em, hỏi ngược lại em không nhớ anh chị. Nói chung mình bán thì cũng nhiều khi mình cũng chi phối chơi đủ thứ á, cái mình quên anh chị. Hai con đầu tiên là chiều cao là trên mét bò anh chị. Cái con mà thứ ba là chiều cao là tầm khoảng mét mốt bò trở lên anh chị. Anh thấy nó cao pin lực lắm anh chị ơi. Nó tầm khoảng mét mốt á. Cô chú anh chị nào quan tâm ba con bò được kem F2 cho mã số 5, cái liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Thành Trung giúp em anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt alo giùm em anh chị. Anh chị thấy cần con nào cũng cỡ một gang tay không anh chị. Xương sóc đứng ok lắm anh chị, tại vì bò này hai con đầu tiên là nó chưa vô dây luôn anh chị. Chưa có vô dây luôn á. Xương sóc đứng thẳng gẳng, ô rất là đẹp anh chị. Dàn lưng dàn vai anh chị thấy hở cả rang tay á. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Thành Trung giúp em anh chị. Ba con kem F2 cho mã số 5 anh chị. Giá tại chuồng là 40 triệu cho ba con anh chị. Còn anh chị thích bắt cái con bò lỡ sau thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Hai con đầu thì nó phải rẻ hơn cái con sau anh chị. Đây em tiếp tục mẹ con mã số 6 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài xong mẹ con mã số 6 liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. À, mẹ sim anh chị. Mẹ sẽ mặt sẽ lưng đều chính anh chị ơi. Chính con ngá kem thì cực kỳ móng mượt ha. Ngá cái anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mẹ anh chị. Cái trên lưng nó bị ướt anh chị. Cực kỳ bóng mượt luôn. Mẹ con này có giá tại chuồng của em là 12 triệu rưỡi anh chị cho mẹ con. Nghe cái giá 12 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp cho mẹ anh chị. Trái sữa còn rất là to anh chị. Con bò lẻ tầm khoảng 3 hoặc 4 lứa anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp cho mẹ anh chị. Đây, con cực kỳ bóng mượt luôn anh chị ơi, cực kỳ mắc sữa luôn. Giá tại chuồng của em là 12 triệu rưỡi anh chị cho mã số 6 anh chị. Cho mẹ con mã số 6. Có dàn cúng rất là đẹp ha anh chị. Cái này em xuống xe nó bị chạy hết lỗ anh chị. Chú xin xịt thuốc vô ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ giùm em. Con này rất là đẹp ha anh chị. Nó xuống xe nó dãy á, nó bị chạy cái da nó một tí anh chị. Đó, cũng không ăn nhầm gì ha. Anh chị xem trái sữa nè anh chị. Cực kỳ to luôn. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Mẹ một con mã số 6. Giá tại chuồng của em là 12 triệu rưỡi cho mẹ con nghe cái anh chị. Con thì nói chung là hết thuốc anh chị ơi, cực kỳ bóng mượt ha. Mẹ này mẹ bô anh chị. Giá tầm 3 hoặc 4 lứa anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt những mẫu bò giá tầm trung này cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Mẹ con mã số 6, giá tại chuồng của em là 12 triệu rưỡi anh chị cho mã số 6 anh chị. Giá tại chuồng em là 12 triệu rưỡi ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị: Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu anh chị, Đà Lạt anh chị, Bình Thuận. Anh chị nào có nhu cầu bắt những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em để em ghép xe đi anh chị. Đây. Rất là đẹp anh chị, xương sóc đứng thẳng gẳng, gống miếm rất là đẹp ha. Con cực kỳ bóng mượt luôn anh chị ơi. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò mà giá tầm trung thì cứ liên hệ giùm em ha. Còn anh chị nào thích bò đực thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em, bắt một và bắt số lượng, hai là bắt cái thịt cái cạo em đều có hết anh chị. Đây. Giá tại chuồng của em là 12 triệu rưỡi cho mã số 6 anh chị. Mẹ con nghe cái. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Cực kỳ bóng mượt. Giá tại chuồng em là 12 triệu rưỡi. Cho mẹ con mã số 6.